trong nhà còn mấy chiếc nữa, vô hỏi giá luôn cho các bạn tham khảo luôn nha. Su Acelo công tay dòng này giờ bỏ mẫu rồi ha. Dạ. Này giá mấy anh? Này giá nó 17 triệu. Dạ, 17 triệu. Đây hai đĩa đàng hoàng, dòng này hai đĩa nha các bạn, hai đĩa côn tay 125 một khối. 17 triệu. Silo trắng xanh. Rồi. Quay này quay RSX 100. Này giá mấy à? Này đó 11 triệu 500. 11 triệu 500. Cái mấy cái đồng hồ này thì nó có bao nhiêu chính xác nữa rồi. Rồi quay ớt đời 2014. Quay ớt 2014. Giá nó nhiêu anh? Dạ 13 triệu 800. 13 triệu 800. Đây, quay cái mặt bạn xem này. Hai chiếc này quay Acelo. Chiếc quay đó chắc cái máy cũng có nguyên nguyên luôn hả? Nguyên có chiếc RSX này là máy gắn đầu. Dạ, có gắn đầu. Rồi qua đây là Gia nút này đời mấy anh? Đời 2017. 2017. Rồi chiếc này giá nhiêu? Giá 22 năm. 22 năm. Này bữa nay xe mới đó, nó còn nhiêu ta? 31 gì vậy? Gì hơn 21 năm ha. 22 năm. 22 năm. Giờ mới chạy có chưa tới 1000 cây. Chưa tới 1000 cây nữa ha. Chưa tới 1000. Dạ. Còn rất là mới. Này có chìa khóa mở được. Dạ, đây có sẵn chìa khóa đây. 700 mấy. 908. Mới quá. Rồi. Mã số Cần Thơ luôn. Thơ Lai. Thơ Lai, huyện Thơ Lai. Rồi, cái này rồi nếu mà có bạn nào ở Thơ Lai thì khỏi cần chuyển giấy luôn. Rồi, có chiếc quay này, đời quay đời 2010. 2010. 2009 2010 vậy đó. Dạ. 2010. Này giá RSX 110. RSX 110. Này giờ giá chắc cũng mềm ha. Này giá là 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi. Cái này cái loại cái đầu bò, đầu bò kính nè. Chiếc trong là chiếc Mio. Cái này lâu đời à. Mio này giá sao anh? Mio này giá 7 triệu. Mio 7 triệu giá rẻ. Để đi chợ rồi được nè. Đây, đồ đèn này, đồ đèn này. Rồi vòng vòng đây còn một số những cái chiếc xe đời cũ. Rồi giờ sẵn hỏi anh giới thiệu lướt lướt luôn đi. Chiếc trong đó là nhiêu? Nhiều ở trong đó là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. Rồi rim này rim Trung Quốc hay rim, là thiệt? Rim Thái. Rim Thái luôn ha. Rim lùng. Rim lùng Thái mình đời mấy vậy? Đời hai bố đời 98. Đời 98 rim lùng ở xeo. Rồi máy móc chắc dạ, có dọn. Máy thì có rớt đầu à. Rồi chiếc này giá là 17 triệu rưỡi. 17 triệu rưỡi. Còn này lít nè, lít đời đời đầu nè. Lít này đời 209. Lít 209. Rồi lít này giá sao anh? 13 triệu 500. 13 triệu 500. Đây cái máy của chiếc rim. Biển số 5 số rồi nha. 5 số biển Bình Thủy.
đa số mình ở đây Ninh Kiều với Bình Thủy nè. Mặt đồng hồ còn sáng quá nè ha. Gin đó. Nổ máy không? Nổ quay lên điện gì không? Dạ, cái này rồi. Nổ máy thôi. Máy gì? Dạ. Nhà chỉ có sấy súp bắp thôi. Sấy súp bắp mà đầu rồi. Đồ gin. Rồi, các bạn có nhu cầu thì xin cho anh xin số điện thoại anh. Anh đọc đi. 0913 7. Rồi, đọc lại đi. 0913 rồi 721 721 820 820. Rồi, gặp anh Việt. Anh tên Việt. Tên Tài. Anh Tài. Gặp anh Tài nghe các bạn. Tài. Rồi, em Tài, cửa hàng xe máy Hiệp Xanh ở đường Trần Đạo, thành phố Cần Thơ. Đây còn 2-3 chiếc này anh giới thiệu sơ về giá luôn đi. Giới thiệu ớt của em ở trong màu vàng là giá là 11 triệu. Như chiếc màu vàng là 11 triệu nè. Rồi chiếc Black. Black. Black mới à? Black mới với giá 16 năm. 16 năm. 6.700 cây. Luviat. Luviat. Giá 13 triệu. Lưu giáp giá 13 triệu. Rồi, chiếc nô này nhà hay bán không? Nô bán. Đời 2010. Đời 2010. Giá 12 triệu. 12 triệu. Còn chiếc này. Cusi. 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 Cusi đời này cũng hiếm lắm rồi. Được sản xuất rồi. Dòng này nhiêu anh? 11 triệu. 11 triệu. Để vậy cái máy móc cũng còn ok phải không? Máy là nguyên. Có chìa khóa luôn nè, để mình mở ra cho nó. Chỉ dùng máy thì không thấy luôn. 2.000 rồi. Rồi vậy là còn 3-4 chiếc này hẳn mình còn trong thôi rồi. Ở trong nó chờ nhiều. Có chiếc nào đặc biệt không? Đặc biệt là gì? Đặc biệt là sao? Rồi như chiếc Vespa này đi. Vespa này là Kigo à. Kigo này đời mấy nha? Này đời 2011. Đời 2011. Rồi, giá sao anh? Giá là 20. 20. Đây, chiếc này 20 triệu nha các bạn. Này, cùng xăng có FI rồi hả? FI. Là nãy nói đời mấy? 2011. 2011. À, 2011. 1-12 gì. Mẫu này bự rồi nha. Có FI đó. 3 mẫu bự, mẫu lớn nè. Rồi. Ly đen. Ly đen. 13 năm. 13 năm. Đây còn 2, 3 chiếc này. Quay hết nè. Quay hết thì quay đẹp nè. Dạ. Quay hết này, quay hết Việt Nam thôi anh. Của Honda Việt Nam. Honda Việt Nam nhưng mà có, nó có một dòng là cái máy Thái nha. À. Có ống hơi á, dòng này không có. Này không có. Dòng này không có, dòng này giá cho anh. Này 14 triệu rưỡi. 14 triệu rưỡi, hàng quay hết. Rồi khu trời 2. Khu trời 2. Khu trời 2 là máy còn gì không? Máy gất đầu rồi. Máy gất đầu rồi. 14 năm. 14 năm. À, máy móc cũng còn hoạt động yên dạ, êm. Về dọn cho sơ là chạy cũng ok. RSX 110. Rồi giá nó nhiêu? Giá nó 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi. Rồi vậy cũng còn sơ sơ một số chiếc nữa rồi mình quay sơ vậy thôi. Rồi các bạn có gì cần thì liên hệ với chỗ anh cửa hàng luôn. Yeah. Rồi bay xì của hãng Honda. Rồi chiếc này chiếc bay xì. Bay xì này giá sao anh? Xì này 9 triệu rưỡi. 29 hả? 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi hả? Xì còn đẹp. Rồi chiếc này rẻ hả ba? Chiếc này đó mắc lắm à. Rồi 9 triệu rưỡi.
Xe đẹp á, chứ xe không đẹp thì đâu có tới. Xe này là biển số Cần Thơ luôn nè, 8739. Đây. Bay xì. Bay xì nhỏ nha các bạn. Rồi. Chữ ít. Khu chữ ít. Chiếc này còn thấy còn đẹp nè. Vô quay vô đồ bò đẹp. Cái này đời mấy anh? Cái này đời 2011. Đời 2011. Rồi. Giá sao? 24.500. 24.500. Cái hàng đẹp lắm. Quan lại luôn này, ở nhà. Đây trong phía sau đây cũng còn một số chiếc, như chiếc này, chiếc này xe mới hả? Chiếc này xe nhà. Xe nhà ha. Dạ. Cái này đi, như chiếc này. Dạ. Đây chiếc đỏ là Fujit FI. Fujit FI đỏ. Chiếc này giá sao? Chiếc này 27 năm. 27 năm. Chiếc này cứng hơn hai chiếc ngoại hả? Này cũng được. 27 năm. Mình này bản số 65 không à ha. Rồi, đây chiếc này. Chiếc em plug. Màu xanh đen. Rồi, 2.9. Chiếc này cũng còn đẹp. Chiếc này thì giá như vậy. Chiếc này giá 16 năm. Giá 16 năm. Rồi, này là toàn mình xăng con phải không? Xăng con. Dạ. Xăng con 16 năm. Lít đỏ là 2010. Lít đỏ 2010. Đây, chiếc này. Chiếc này đậu chứ cũng lâu rồi hả? Đây mới sang à, cản bỏ dầm. À, bỏ dầm. Máy đẹp. Chiếc này giá như 15 năm. 15 năm. Chỉ có làm bên dây cu go được thôi hả? Đầu lòng chưa máy còn nguyên. Còn nguyên luôn ha. Dạ. Cái này còn đẹp. Đẹp. Đây có mặt đồng hồ rồi đây. Rồi. Rồi chiếc mò này chưa? Chiếc này 45 năm. 45 năm. Đời mấy nha? Đời đời 2013. 2013. Đây. Mặt nạ đời mặt nạ này ha, mặt nạ thấp là bà chưa có cái gờ này, đời hai đời trước. Rồi, 45 năm. Rồi. Rồi mấy dòng Attila đó là nhiêu tiền thì, nói cái đó thì Attila này dĩ bay hả? 7 triệu. 7 triệu. Xe còn đẹp á. Dạ, dòng dĩ bay. Còn như chiếc này thì chiếc đó thì 4.7. 4.7. Rồi cái này để làm xe thồ. Rồi như dĩa bay nè. Này kêu bằng Attila dĩa bay nè ha. Dạ. 7 triệu. 7 triệu. Rồi. Rồi một số dòng ra đây. Nè lắp đầu bự. Nè lắp đầu bự. Rồi 2011. Rồi con đó như giá là 17 năm. 17 năm. Còn con quay này quay ớt nè. Quay ớt. Này đầu bò có ống hơi không? Chưa. Chưa. Xe này có. Này giá sao? Giá 128. 128. Đây, chiếc quay ớt 128. Rồi còn chiếc đang rửa đó là bán luôn đó hả? Bán luôn. Rồi giới thiệu chiếc này luôn đi. Chiếc này mới về hả? Về. Rửa gáy rồi lại ha. Rồi. Chiếc này đời là Center đời 20 giờ là mấy quên rồi. 135. 135. 135. 4 số à. Này. Đời. 5 số chứ.
trong này năm số mà. Đó. 212. 212. 212. Rồi chiếc này nhiêu anh? 27 năm. 27 năm. Rồi, ở đây thì mình cũng còn thương lượng được chút đỉnh, bớt tiền chút đỉnh làm giấy tờ rồi ha. Rồi, 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 vậy hôm nay mình đi đến đây mình hỏi giá một số dòng xe gì cho các bạn tham khảo nha. Rồi có gì các bạn cứ liên hệ với anh chủ cửa hàng. Rồi, số điện thoại thì mình có ghi trong mô tả và đánh vô trong cái video đó. Các bạn cứ liên hệ.